Hãy thử cách giải như thế nào nhé. Đầu tiên là các bạn hãy xáo thì scramble mình để như trên. Bước đầu tiên là các bạn phải đi làm một chữ thập cho viên màu xanh xuống đây trước. Tiếp theo là cho viên màu cam qua đây giống như thế này. Tiếp đó dùng ngón tay áp út đẩy mặt sau giống như thế này và lên. Thế là các bạn đã giải xong. Bước thứ hai, tiếp tục giải cặp FL đầu tiên giống như thế này. Chuyển mặt, ghép viên này và viên này lại giống như thế này. Tiếp tục chuyển mặt qua đây, cho cặp này vào đây, đẩy viên này qua đây và cho viên này vào đây. Tiếp theo là giải công thức mặt viền giống như thế này. Thế là các bạn đã giải xong. Nếu thấy hay thì các thì lúc nãy các bạn cũng đã thấy rồi. Thì trong cái video lúc nãy là mình thấy anh Thông anh giải mã là cái kỷ lục là 2:06:18. Thì cũng mình coi video đó thì mình cũng muốn thử sức mình xem là mình có thể phá được kỷ lục 2:06:18 đó không. Thì nếu vậy phá được thì ok, không phá được thì thôi. Chúng ta bắt đầu ha. Thời gian là 0:00:00 nha các bạn. Ok. Ghê tôi ghê chưa, tôi sẽ không nói cho mấy ông biết là tôi đã giải chết mày đâu. Trời, phá kỷ lục thế giới. Mày có cầm mẹ cái mồm mày đi không? Xem tới đây rồi cảm ơn like video đi, nhớ ấn đăng ký cho tôi nha. À và đừng quên ấn vào cái chuông để thông báo khi tôi ra video nữa nha. Giờ thì bye bye.